Chào các bạn, ngày hôm nay Hương giới thiệu với các bạn tổng quan về không gian của Decode Hồ Chí Minh ha. Tại đây xin giới thiệu với các bạn là không gian cupping tiêu chuẩn của tụi mình. Ở bên này thì là một khu vực tụi mình chuẩn bị dụng cụ để cho các bạn có thể tham dự những khóa chiết xuất ấm, cân, giấy và các cái dụng cụ trong các cái hộp này là dành riêng cho từng bạn. Máy xay. Bên cạnh đó thì máy xay cũng như là những bình giữ nhiệt và những ấm đun để phục vụ cho các bạn chuẩn bị cho bàn cupping của mình. Mỗi bạn có thể chuẩn bị tự mình một mẫu, không cần phải đợi các bạn khác. Và đây là bộ mùi dùng để giúp cho các bạn học viên luyện tập khứu giác của mình. Bên cạnh việc là thử nếm như các bạn thấy là trên bàn cupping. Đây. Ở đây Phương giới thiệu với các bạn phòng học lý thuyết và thực hành cho môn pha chế cà phê bằng máy ha. Trong không gian này thì tụi mình chuẩn bị cho mỗi một bạn học viên một máy xay, một đầu pha để các bạn có thể thực hành bằng chính cá nhân của mình, không phải chờ đợi nhau. Và dưới sự hướng dẫn của giảng viên thì các bạn sẽ dễ hoàn thiện kỹ năng của mình hơn khi mình có một góc máy độc lập với nhau, tự mình thực hiện được nhiều thao tác và hiệu chỉnh được nhiều thao tác trong cái khoảng thời gian thực hành kỹ năng của mình. Và đây như các bạn thấy thì là một bảng tranh nhóm của các mùi trong cái bộ mùi mà lúc nãy chúng ta có nói với nhau ở phòng học sensory ha. Thì dù là pha cà phê máy hay là chiết xuất hay là sensory thì cái nền tảng mà các bạn cần chính cho cái ngành cà phê nó vẫn là sensory. Các bạn cần phải tự đánh giá được ly cà phê mà mình làm ra. Thì thông thường khi mà chúng ta tiếp cận với món ăn hoặc là thức uống thì mình sẽ dùng thói quen của mình để thưởng thức. Nhưng mà đối với sensory thì các bạn sẽ được hướng dẫn cái việc mà mình nhìn nhận về những mùi hương cũng như là những vị trong món ăn và thức uống một cách đúng cách hơn. Để rồi mình sẽ phát huy nó, mình sẽ phát triển nó theo cái nhu cầu mà mình mong muốn. Ví dụ như một loại cà phê các bạn có thể kết hợp với sữa hoặc là syrup hoặc là nước trái cây vân vân, tùy theo cái đặc tính mà cái loại cà phê đó bộc lộ tích cực như thế nào. Còn nếu mà nó có những hương vị nó không được tích cực thì mình sẽ tìm cách để mà hạn chế nó cũng như là khắc phục nó. Đối với lại khóa học barista của Decode thì các bạn sẽ được trang bị nhiều hơn là những điều mà các bạn thông thường hay nghĩ tới. Ví dụ như là một khóa barista thì không phải là mình học cách sử dụng máy mà là mình sẽ hiểu về nguyên lý cấu tạo cũng như là cách vận hành của máy xay, máy pha, kỹ năng của một bạn barista cần thiết ở trong quầy, kiểm soát, quản lý quầy bar, chăm sóc khách hàng và làm thức uống. Thông thường thì khi chúng ta lấy cà phê xong chúng ta sẽ nén ngay. Nhưng cái thao tác phân bổ lại chiếm một cái giá trị rất là quan trọng đối với lại cái thao tác chung để mình có được một ly cà phê espresso. Rồi khi mình nén, thông thường chúng ta cũng sẽ hay nghĩ là cái việc mình nén mạnh hay nén nhẹ thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc là ly cà phê của mình có được chiết xuất tốt hay không. Nhưng mà ngoài cái việc là lực nén như thế nào thì nó còn yếu tố nào liên quan đến việc nén mà sẽ ảnh hưởng đến ly cà phê của mình hay không? Việc mà chúng ta cần phải canh thời gian và khối lượng của ly cà phê espresso sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng có được một ly cà phê được chiết xuất tốt và cái chất lượng được ổn định. Từ đó thì với những món trong quán không riêng gì là cà phê thuần túy mà là những món sáng tạo dựa trên nền cà phê, chúng ta cũng sẽ dễ dàng có được một cái ly thức uống chất lượng hơn. Đến với khóa học chiết xuất của Decode thì trước tiên mình sẽ được hiểu rõ hơn về khái niệm brewing hoặc là extraction. Nếu mà dịch ra tiếng Việt đều là chiết xuất nhưng thực ra là khác nhau. Bên cạnh đó thì nếu mà mình hiểu nhầm là việc học brewing là học pha chế cà phê bằng những dụng cụ thủ công thì các bạn hoàn toàn có thể Google và search ra rất là nhiều những dụng cụ thủ công mình không thể nào học hết được. Nhưng khi học chiết xuất là mình sẽ học cách khai thác hương vị và chất ở trong hạt cà phê sao cho được tốt nhất và từ đó ứng dụng vào công việc của mình. Khi mình đã hiểu rõ được nguyên lý chiết xuất thì mình hoàn toàn có thể áp dụng điều đó vào bất cứ một dụng cụ nào mà mình đang có trong tay. Và khi các bạn thích dụng cụ nào, các bạn sử dụng dụng cụ đó thì các bạn chỉ cần áp dụng nguyên lý cho phù hợp là được. Ở đây Phương sẽ dùng phin. Thông thường thì chúng ta sẽ nghĩ là phin là một dụng cụ khá là truyền thống của người Việt Nam, đã cũ rồi và không có gì để khai thác thêm. Nhưng mà nếu như áp dụng nguyên lý chiết xuất một cách phù hợp thì các bạn hoàn toàn có thể có nhiều trải nghiệm về ly cà phê phin thú vị. Nếu mà bạn nào thích
đen, đậm, đắng thì các bạn hoàn toàn có thể có những cái trải nghiệm về phin một cách truyền thống. Nếu mà bạn nào thích khai thác phin ở một khía cạnh khác với những cái hương vị nhẹ nhàng hơn thì mình hoàn toàn có thể có được những ly cà phê như vậy. Thông thường thì mình sẽ không có để ý cái việc là nhiệt độ pha là bao nhiêu, cái khối lượng cà phê là bao nhiêu, mà ở nhà hoặc là ở những nơi khác thì mình thông thường là cứ lấy bột cà phê bỏ vào, nước sôi lên là pha. Nếu mà mình hiểu hơn về nguyên lý chiết xuất thì mình cũng hoàn toàn có thể hiểu được là tại sao mọi người lại làm như vậy, và nếu cần điều chỉnh thì mình nên điều chỉnh như thế nào để phù hợp với lại cái gu thưởng thức của mình. Đây là hạt cà phê Robusta đến từ vùng Chư Sê của tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Và hiện giờ cảm giác thưởng thức của Phương đang là mùi hương của gỗ sồi và trà đen, có thoang thoảng mùi hương cam thảo và cái hậu vị ngọt kéo dài. Nếu các bạn áp dụng nguyên lý chiết xuất để có được một ly cà phê theo gu của bạn thì các bạn hoàn toàn có thể có trải nghiệm khác với Phương hiện tại. Các bạn thử nha.